quay trở lại với kênh nhà đẹp Apollo Việt. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, Ngân Hà sẽ cùng quý vị khám phá công trình biệt thự mái Nhật mà phong cách tân cổ điển đang là xu hướng thiết kế mới nhất trong năm 2022 này của gia đình chú Bình tại Phổ Yên, Thái Nguyên. Đây là một trong những phương án thiết kế mà Apollo Việt gửi đến cho gia đình chú. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần cùng chúng tôi đón nhận thêm nhiều không gian sống hơn nữa nhé. Thưa quý vị, mang trong mình phong cách kiến trúc tân cổ điển kết hợp với hiện đại và hơi hướng của Pháp, đơn giản nhưng đầy tinh tế, mỗi biệt thự 3 tầng của gia đình chú Bình đã giúp cho không gian sống của gia đình trở nên thoáng mát và vô cùng thoải mái. Với tổng diện tích xây dựng tương đối rộng, thêm vào đó là một không gian sân vườn tiểu cảnh vô cùng thoáng đãng và mát mẻ, mang đến các view đẹp mắt cho ngôi nhà. Ngoài việc mẫu biệt thự tân cổ điển hợp thời đại có ưu điểm về một không gian sống thoáng đãng, thì bên cạnh đó, mỗi một chi tiết đều được nhấn nhá, tô điểm nhờ nghệ thuật kiến trúc, kiểu dáng, chất liệu, màu sắc kết hợp rất ăn ý. Mỗi biệt thự 3 tầng mái Nhật của gia đình chú Bình được thiết kế và thi công xây dựng trên mảnh đất có diện tích lớn cùng với sân vườn bao quanh khá rộng, tạo nên không gian thoáng mát cho các thành viên trong gia đình. Không gian mặt tiền được các kiến trúc sư kết hợp các mảng khối vô cùng mạnh mẽ, vuông vắn, mang đến vẻ bề thế cho tổng thể công trình. Với các khối hình vuông tròn, mỗi biệt thự mái Nhật được các kiến trúc sư tận dụng triệt để phô ở những không gian mặt tiền, từ hệ thống trụ cột, phao chỉ, gờ, được các kiến trúc sư tinh lược tối đa để hội nhập với kiến trúc hiện đại mà vẫn đảm bảo giữ lại được toàn bộ vẻ đẹp vốn có của phong cách kiến trúc tân cổ điển. Thêm vào đó, màu sắc cũng là một yếu tố được kiến trúc sư vô cùng chú trọng để đem đến vẻ cuốn hút cho mỗi nhà đẹp. Sử dụng gam trắng chủ đạo đầy tinh tế, mỗi biệt thự 3 tầng nổi bật với những đường gờ, con tiện tưởng hết sức đơn giản kia. Điểm xuyết trên nền trắng là các tôn màu nâu, xanh than với chất liệu cao cấp của hệ mái, cửa đã tạo nên một tổng thể kiến trúc vừa giản dị mà vừa thanh lịch và sang trọng. Bên cạnh các yếu tố màu sắc thì không gian sân vườn chính là một trong những điểm nhấn đắt giá của mỗi biệt thự 3 tầng này. Để tạo nên một không gian mở, vừa tạo ra những khoảng nhìn đẹp mắt mà lại đem đến độ thông thoáng cho căn nhà 3 tầng mái Nhật. Cửa chính được sử dụng gỗ chủ yếu, còn hệ thống cửa sổ, cửa ban công sử dụng các tấm kính cường lực lớn, đầy thẩm mỹ và chắc chắn. Nhìn vào phối cảnh, quý bạn có thể thấy nhà 3 tầng kiến trúc tân cổ điển được các kiến trúc sư Apollo Việt tận dụng triệt để hấp thu nguồn ánh sáng, nguồn gió tự nhiên vào trong nhà. Tại vị trí ban công, để tạo sự an toàn cho mỗi biệt thự 3 tầng mái Nhật, các kiến trúc sư đã sử dụng hàng con tiện truyền thống chạy dài vô cùng chắc chắn. Các cửa sổ phòng ngủ tầng 2 của mẫu nhà đều được bố trí khu vực trồng hoa trên mái nhỏ, đem đến không gian sinh động, tạo tâm trạng tốt cho chủ nhân. Hệ mái xanh than với độ dốc vừa phải được tính toán hệ số, tỷ lệ cân đối, ngoài ra có tác dụng trang trí, còn đảm bảo thoát nước tốt cùng với tính năng chống nhiệt toàn diện cho ngôi nhà. Với hệ mái Nhật có công năng vô cùng khoa học, có độ dốc vừa phải giúp cho nước mưa dễ dàng thoát tránh ứ đọng, mang đến công năng khoa học cho căn nhà. Không chỉ sở hữu phần ngoại thất vững chắc, kiên cố và vô cùng đẹp mắt, chú Bình cũng mong muốn có được một công năng vô cùng khoa học gồm có. Tầng 1 bao gồm phòng khách liên thông khu vực bếp và phòng ăn, phòng ngủ nhỏ cho bà giúp việc cùng với khu vực nhà vệ sinh chung. Tầng 2 gồm 2 phòng ngủ vừa, 1 phòng ngủ master, phòng sinh hoạt chung. Tầng 3 có 1 phòng ngủ khách, phòng thờ, sân phơi kết hợp với ban công và nhà vệ sinh. Quan sát mặt bằng tầng 1, mẫu nhà mái Thái 3 tầng được bố trí phòng khách vô cùng rộng lớn với không gian tiếp khách sang trọng cạnh khu vực sảnh chính. Tại đây mọi không gian được gắn kết, liên thông với nhau mà vẫn đảm bảo sự tiện nghi cho mỗi một khu vực công năng. Phòng khách và bếp được bố trí khoa học, ấm cúng, thuận tiện cho công việc của bà nội trợ. Công năng tầng 1 được bố trí thêm một phòng ngủ thường cùng với một nhà vệ sinh chung ở chân cầu thang, tạo sự tiện lợi trong việc sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Như vậy, quý vị vừa chiêm ngưỡng ngoại thất cùng tham khảo công năng vô cùng khoa học của căn biệt thự tân cổ điển 3 tầng mái Nhật sang trọng, độc đáo của chú Bình tại Phổ Yên, Thái Nguyên. Hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều lựa chọn cho công trình nhà đẹp của mình. Nếu quý vị mong muốn sở hữu cho mình một mẫu thiết kế đẹp như vậy, hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0962 368 892 hoặc 0334 511 135 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cuối cùng, Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!